Chúng không mang tên lửa, không tấn công mục tiêu, nhưng không gì lọt khỏi tầm mắt của chúng. Những chiếc máy bay cảnh báo sớm chính là trung tâm chỉ huy bay trên không trung, là bộ não điều phối chiến tranh hiện đại, là radar bay của thế kỷ 21. Trong khi Mỹ và đồng minh tung hoành với E-3 Sentry trong hàng thập kỷ, giờ đây là kỷ nguyên của những thế hệ mới, những con quái vật điện tử như E-7 Wedgetail với radar Mesa lừng danh. Và từ phía đông, Trung Quốc cũng không chịu đứng ngoài cuộc chơi. Họ đưa lên không trung một con mắt điện tử riêng, KJ-500, nhỏ gọn, kín đáo nhưng đầy tham vọng. Câu hỏi đặt ra không chỉ là ai có radar mạnh hơn, mà là trong một cuộc chiến tốc độ, nơi chỉ một tín hiệu bị bỏ lỡ cũng đủ khiến hệ thống phòng thủ sụp đổ, thì máy bay cảnh báo sớm nào sẽ thống trị bầu trời? Và chiến thắng sẽ thuộc về bên nào, tinh vi và liên kết hay âm thầm và bền bỉ? Đây không chỉ là cuộc đua công nghệ, đây là cuộc đấu trí chiến lược giữa những bộ não điện tử bay giữa mây trời. Để hiểu tầm quan trọng của những cỗ máy này, hãy tưởng tượng một chiến trường hiện đại mà mọi thứ, từ tiêm kích tàng hình, tên lửa hành trình, đến máy bay không người lái, đều di chuyển với tốc độ siêu thanh, dưới lớp vỏ bọc điện tử, giả mạo, gây nhiễu. Trong thế giới đó, radar mặt đất không đủ tầm, vệ tinh không đủ linh hoạt, máy bay cảnh báo sớm trở thành trạm radar bay, không chỉ để phát hiện mục tiêu từ xa, mà còn để chỉ huy cả một chiến tuyến điện tử trong thời gian thực. Một chiếc máy bay cảnh báo sớm có thể đồng thời làm 3 việc: phát hiện, theo dõi và chỉ huy. Nó không phải là chiến đấu cơ, nhưng mọi chiến đấu cơ đều nhìn vào nó để biết khi nào nên vào cuộc, khi nào nên tránh đòn. Một chiếc máy bay cảnh báo sớm bay trên cao, tầm nhìn không bị che khuất bởi địa hình, có thể mở rộng tầm radar từ 400 đến hơn 600 km. Với công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động ISA, nó có thể theo dõi hàng trăm mục tiêu, từ máy bay, tên lửa đến UAV cỡ nhỏ. Và trong khi radar truyền thống phải quay, tạo độ trễ giữa mỗi lần quét, thì radar ISA hiện đại của E-7 hay KJ-500 không cần quay. Chúng sử dụng hàng ngàn mô đun điện tử mini để quét cùng lúc toàn bộ không gian xung quanh, gần như không có điểm mù. Chúng chính là mắt, tai và trí óc, là nơi dữ liệu từ vệ tinh, radar mặt đất UAV, chiến đấu cơ, được hợp nhất, phân tích và đưa ra chỉ đạo. Trong một mạng lưới chiến tranh hiện đại, không có máy bay cảnh báo sớm, bạn chính là kẻ mù trong bóng tối. Năm 2014, giữa lúc châu Á đang dậy sóng vì các xung đột lãnh thổ và không phận, Trung Quốc lặng lẽ đưa vào thử nghiệm một chiếc máy bay mới. Không mang bom, không mang tên lửa, nhưng lại khiến các nhà chiến lược Mỹ phải mở to mắt. KJ-500, một chiếc radar bay do Trung Quốc tự phát triển, dựa trên thân máy bay vận tải Y-9, nhưng chứa đựng bên trong là tham vọng kiểm soát bầu trời bằng điện tử và dữ liệu. Không giống như các thế hệ AEW truyền thống như KJ-200 với radar dạng cánh dây quét một chiều, KJ-500 mang theo 3 radar mảng pha ISA cố định, lắp theo hình tam giác, cho phép quét 360 độ liên tục, không quay, không chậm trễ. Tốc độ xử lý dữ liệu chưa có con số chính thức, nhưng theo các phân tích từ giới tình báo phương Tây, KJ-500 có thể theo dõi từ 60 đến 100 mục tiêu cùng lúc trên bán kính hơn 470 km, bao phủ toàn bộ Biển Đông nếu xuất phát từ đảo Hải Nam. Và quan trọng hơn cả, KJ-500 không chỉ là một chiếc radar, nó là nút liên kết trung tâm của hệ thống tác chiến PLA, nơi dữ liệu từ radar ven biển, vệ tinh, UAV và tàu khu trục được hợp nhất, rồi tái phân phối theo thời gian thực cho chiến đấu cơ như J-10C, J-11B và cả tên lửa đất đối không HQ-9. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái chiến tranh điện tử mà Trung Quốc gọi là mạng lưới sát thương thống nhất, và ở trung tâm luôn là KJ-500. Nhưng nếu KJ-500 là vũ khí điện tử sắc bén của PLA, thì phương Tây đã có lời đáp trả. Một máy bay nhỏ hơn, bay xa hơn và tích hợp với mọi thành phần của NATO, E-7 Wedgetail. Nếu KJ-500 là con mắt của phương Đông đang mở rộng tầm nhìn qua Thái Bình Dương, thì E-7 Wedgetail chính là bộ não bay của NATO, một chiếc máy bay cảnh báo sớm sinh ra từ kinh nghiệm chiến đấu thật và tối ưu cho chiến tranh dữ liệu của thế kỷ 21. Không quá to lớn, không quá phô trương, nhưng ẩn dưới lớp vỏ thân Boeing 737 là hệ thống radar mảng quét điện tử đa chức năng MESA, một trong những radar AEW tiên tiến nhất từng được triển khai thực chiến. Không giống như KJ-500 sử dụng 3 mặt radar cố định, MESA chỉ cần một mảng radar duy nhất, nhưng có thể điều chỉnh chùm sóng cả về chiều cao và phương ngang, quét được 360 độ mà vẫn tối ưu theo từng mục tiêu chiến thuật. Trong các thử nghiệm chiến thuật, MESA đã theo dõi cùng lúc 180 mục tiêu bay, phân tích và phân loại trong thời gian thực, kể cả các mục tiêu bay thấp, tốc độ chậm như UAV tàng hình hoặc tên lửa hành trình bay sát mặt biển. Nhưng điều làm nên sức mạnh thực sự của E-7 không chỉ nằm ở radar, mà là mạng lưới chiến thuật mà nó tích hợp.
với Datalink Link 16, Link 22 hệ thống CEC và tích hợp thẳng vào hệ thống tác chiến của Hải quân Mỹ, Không quân Mỹ và các đồng minh. E7 không chỉ chia sẻ dữ liệu mà còn hợp nhất toàn bộ chiến trường thành một bản đồ số hóa sống động. Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ lựa chọn thay thế toàn bộ đội hình E3 Sentry đã già cỗi bằng E7. Và không phải vô cớ mà Anh, Úc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đang đổ hàng tỷ đô để đưa Brazil thành trung tâm mạng lưới chiến đấu. Vì trong thời đại mà quyết định bắn hay không chỉ có vài giây, thì ai kiểm soát được dữ liệu, người đó kiểm soát chiến thắng. Nhưng liệu công nghệ cao cấp của E7 có thực sự vượt trội hơn KJ500? Radar Mesa có điểm yếu, KJ500 có thể là đồ rẻ tiền nhiều số lượng, hay là một giải pháp chiến lược khôn ngoan? Hãy cùng bước vào cuộc đối đầu công nghệ giữa hai bộ não bay hàng đầu thế giới. Cả KJ500 và E7 đều là máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới. Cả hai đều sử dụng radar AESA hiện đại, nhưng giữa chúng là hai triết lý tác chiến hoàn toàn khác biệt. KJ500 sử dụng 3 mảng radar AESA cố định lắp thành hình tam giác bên trong mái vòng xoay giả lập. Mỗi mặt quét một góc 120 độ, tạo nên vùng bao phủ 360 độ. Mỗi mảng sử dụng công nghệ gallium nitride, giúp tăng công xuất phát và khả năng chống nhiễu mạnh hơn thế hệ trước. Trong khi đó, radar Mesa của E7 lại đi theo hướng một mảng duy nhất, có khả năng quét linh hoạt cả theo chiều ngang và chiều cao. Mesa không quay không cần 3 mặt, mà dùng mô đun điều hướng điện tử để tạo trùm quét điều hướng thích ứng từng khu vực. Kết quả, E7 linh hoạt và tinh vi hơn, có thể tập trung hỏa lực radar vào hướng có mối đe dọa như trong chiến tranh điện tử. Nhưng KJ500 ổn định hơn, đơn giản hơn để sản xuất hàng loạt, phù hợp cho học thuyết phòng thủ phân tán của Pla. KJ500 là nút mạng dữ liệu nội địa. Nó hoạt động tốt nhất trong hệ thống bức màn A2-AD của Trung Quốc, phối hợp với radar mặt đất, tên lửa phòng không HQ-9, J-10C-J-20 và các UAV như VKZ-7. Tuy nhiên, kết nối của nó với lực lượng hải quân và không quân thường tách biệt do hạn chế về hệ thống liên lạc thống nhất. E7 thì khác, nó sinh ra để tương tác liên quân. Với Link 16, Link 22 hệ thống CEC và cả hệ thống mạng lưới tích hợp với hải quân Mỹ và đồng minh, E7 có thể điều phối không chỉ máy bay, mà cả tàu khu trục, tàu sân bay, hệ thống Patriot trên bộ và máy bay tiếp dầu. E7 là trung tâm của một chiến trường toàn diện, KJ500 là cột trụ cho một vùng tác chiến phân tán. KJ500 rẻ hơn, ước tính mỗi chiếc có giá từ 200 đến 250 triệu USD, sản xuất nội địa, có thể nhân bản nhanh chóng. Trung Quốc đã biên chế hơn 35 chiếc, trải dài từ Tân Cương đến Hải Nam. E7 thì đắt hơn, khoảng 400 triệu USD mỗi chiếc, nhưng mỗi chiếc có thể thay thế từ 2 đến 3 máy bay cảnh báo sớm thế hệ cũ nhờ khả năng hợp nhất chiến trường. Mỹ đang đặt ít nhất 26 chiếc, còn Anh, Úc, Hàn Quốc đều đã đưa vào biên chế. Nếu một cuộc xung đột lớn xảy ra ở Tây Thái Bình Dương, KJ500 sẽ là công cụ chủ lực của Pla trong lưới lửa, phát hiện sớm các đòn không kích và phối hợp đánh chặn tên lửa hành trình. Nhưng nếu chiến tranh vượt ra ngoài vùng duyên hải, kéo dài, liên quân đa quốc gia, cần dữ liệu luân chuyển theo thời gian thực, E7 là lựa chọn không thể thay thế. Trên lý thuyết, máy bay cảnh báo sớm là con mắt thần của chiến trường, thấy mọi thứ, biết mọi vị trí và chỉ huy toàn bộ lực lượng như một bàn tay vô hình. Nhưng thời đại đang thay đổi và kẻ thù mới đang bước vào cuộc chơi mà không phát ra tín hiệu gì. Những chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 như F-35, J-20 hay thậm chí UAV tàng hình như RQ-180 đang đặt ra một câu hỏi sống còn, làm sao phát hiện cái mà radar không thể thấy. Cả KJ500 và E7 đều sử dụng radar AESA tần số cao, lý tưởng để phát hiện máy bay thường, nhưng gặp khó khăn nghiêm trọng với mục tiêu có tiết diện radar dưới 0,05m. Thậm chí khi radar phát hiện được vật thể lạ, liệu hệ thống có đủ nhanh để phân loại và đưa ra chỉ thị tấn công trong 10 giây trước khi F-35 phóng tên lửa tầm xa AMR-AAM từ khoảng cách ngoài tầm nhìn? Kẻ thù thứ hai, đám đông vô hình. Không giống như tiêm kích, UAV cảm tử bay thấp, chậm, tiết diện radar nhỏ và thường hoạt động theo bầy đàn. Một AEW như KJ500 hay E7 có thể theo dõi 100-200 mục tiêu, nhưng không thể xử lý đồng thời 300 UAV áp sát từ nhiều hướng với tín hiệu yếu và gây nhiễu chủ động. Chúng không cần tàng hình, chúng chỉ cần tràn ngập radar như đàn châu chấu xô hóa, và khi radar bị quá tải, tất cả chìm trong bóng tối. Và cuối cùng là kẻ thù mà radar thấy nhưng không thể hiểu, chiến tranh điện tử. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang phát triển các máy bay chuyên gây nhiễu, từ EA-18G Growler của Mỹ đến J-16D của Pla. Những nền tảng này không tấn công trực diện mà làm mù radar, gây nhiễu dữ liệu, phá vỡ liên kết chỉ huy, biến AEW thành con mắt mù giữa bầu trời.
Không phải ngẫu nhiên mà E7 đang được nâng cấp thêm module chống gây nhiễu kỹ thuật số, còn Trung Quốc thì bắt đầu phát triển phiên bản KZ500A, có thể tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự lọc và phân tích tín hiệu lạ trong môi trường hỗn loạn. Chiến tranh hiện đại không còn là cuộc thi xem ai nhìn thấy ai trước, mà là cuộc chiến sinh tồn của những con mắt biết tư duy. Máy bay cảnh báo sớm đang đứng giữa ranh giới, tiến hóa thành trung tâm AI chiến trường, hoặc bị thay thế bởi vệ tinh và cảm biến phân tán. Vậy tương lai của máy bay cảnh báo sớm là gì? Đâu là hướng đi tiếp theo trong cuộc chơi nơi ai mất liên lạc trước, là kẻ thua trận? Máy bay cảnh báo sớm từng là trung tâm quyền lực bầu trời, nhưng trong thế giới đang được tái định hình bởi dữ liệu lớn, AI và chiến tranh phi đối xứng, vị trí ấy đang lung lay. Radar truyền thống thấy mục tiêu, nhưng radar tương lai sẽ hiểu mục tiêu. Các chương trình AI đang được tích hợp vào hệ thống cảnh báo sớm, không chỉ để lọc tín hiệu gây nhiễu, mà để tự động nhận dạng hành vi bay bất thường, phân loại máy bay, UAV, thậm chí phát hiện các mẫu di chuyển của đòn tấn công giả dạng. AI sẽ quyết định đâu là UAV giả, đâu là tiêm kích thật, đâu là mồi nhử, đâu là tên lửa hành trình. Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trong giới quân sự, có còn cần một chiếc máy bay to lớn bay trên trời làm trung tâm cảnh báo nữa không? Các mạng lưới cảm biến phân tán, từ vệ tinh leo, UAV mini, radar mặt đất cơ động, đến các thiết bị chiến thuật trên tàu và xe tăng, đang tạo nên một lưới thần kinh chiến trường, nơi mọi thiết bị vừa là cảm biến, vừa là nút truyền dữ liệu. Trong hệ thống này, máy bay cảnh báo sớm không còn là trung tâm, mà chỉ là một phần của mạng neuron chiến đấu. Tương lai không còn một máy bay cảnh báo sớm duy nhất, mà là bầy đàn radar biết tư duy, luân chuyển vai trò như mạng thần kinh sống. Trong quá khứ, ai nhìn thấy trước sẽ thắng, nhưng tương lai, ai xử lý nhanh hơn, ai thích nghi linh hoạt hơn với môi trường điện tử hỗn loạn, mới là kẻ làm chủ bầu trời. KZ500 và E7 đang là biểu tượng của giai đoạn chuyển giao ấy. Một bên là sức mạnh sản xuất đại trà và học thuyết vùng duyên hải, một bên là công nghệ siêu tích hợp và tác chiến mạng hợp nhất toàn cầu. Nhưng cả hai đều đang bước vào một cuộc chơi mới, nơi radar không còn là vũ khí mạnh nhất, mà dòng dữ liệu sống và tốc độ xử lý quyết định sự sống còn. Bạn đang xem Mintech Flix, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.